Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi mục báo chí trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Mở đầu là thông tin đăng trên báo tin tức, sáng ngày 23 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10 năm 2024 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chủ tịch nhóm BRICS năm 2024. Chuyến công tác của Thủ tướng tham dự hội nghị BRICS mở rộng 2024 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp. Năm nay hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản về quan hệ hữu nghị. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị BRICS mở rộng truyền tải hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển năng động, đổi mới, thể hiện vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương nhằm góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển trên trường quốc tế, đồng thời tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và các nước. Tiếp theo là thông tin đăng trên báo Công an nhân dân chiều ngày 22 tháng 10 thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Các đại biểu đều đánh giá cao việc ban soạn thảo tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của đại biểu quốc hội về dự án luật này đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để dự thảo luật hoàn thiện hơn. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ báo cáo chính phủ và sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quốc hội, nghiêm túc nghiên cứu triệt để tiếp thu các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, từ đó nhằm chỉnh lý và hoàn thiện các quy định trong dự thảo luật để đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ và khả thi phù hợp với thực tiễn của cuộc sống về điều kiện kinh tế xã hội của nước ta nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, đề cao việc bảo vệ quyền con người và nhằm xây dựng một xã hội an toàn, trật tự và kỳ cương. Nông dân thấy rõ lợi ích bền vững sẽ chuyển đổi xanh, đó là nội dung đại biểu trao đổi tại ngày Bắc Âu với chủ đề Tiến tới mục tiêu xanh diễn ra ngày 22 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh 2024 do Eurocharm và Bộ Công Thương tổ chức thông tin đăng trên báo VOV. Ông Trần Long Hải, nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ, nhà nông của Việt Nam đã làm mô hình vườn ao chuồng, đây là nền tảng của sản xuất tuần hoàn, nhưng muốn chuyển đổi hoàn toàn thì phải làm từng bước. Ông Hải kiến nghị, để thúc đẩy sản xuất nông sản sạch thì ngành chức năng phải hỗ trợ tạo chuỗi liên kết để nông dân chuyển đổi hiệu quả, bền vững, chứ không chỉ dừng ở tuyên truyền. Bà Trần Ngọc Thanh Trúc, Tổng giám đốc IARA Việt Nam, châu Á và châu Phi cho rằng để nông dân chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp tái tạo cần sự hợp tác tạo ra một chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra, trong đó nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phải đảm bảo thân thiện với môi trường. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đưa ra thông tin trước việc nhiều địa phương trên cả nước rơi vào tình trạng hết phôi ấn chỉ, hết nguyên liệu để in giấy phép lái xe, đồng thời kiến nghị xem xét cung cấp bổ sung số lượng phôi để kịp thời giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân. Theo báo VTV, trước tình trạng trên, ông Lương Duyên Thống, trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo báo cáo của các sở giao thông vận tải, nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe tăng đột biến với tỷ lệ tăng 50% so với năm ngoái. Việc thiếu phôi giấy phép lái xe là do không dự báo trước được nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân tăng cao. Ông Thống lý giải và cho biết, Cục Đồng bộ Việt Nam đã đề nghị nhà cung cấp phôi giấy phép lái xe cấp bổ sung. Tuy nhiên, do phôi phải nhập khẩu nên cần có thời gian. Đến cuối tháng này, nhà cung cấp sẽ nhập đủ phôi giấy phép lái xe, cung cấp cho các sở giao thông vận tải có nhu cầu. Từ khi ba ông lớn bán lẻ của Trung Quốc là Tao Bao 1688 Trung Quốc Temo đã đổ bộ vào thị trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trong nước đã gặp không ít khó khăn. Các doanh nghiệp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cần phải làm gì để không bị bỏ lại phía sau? Đây là vấn đề bàn luận trên báo Đại đoàn kết bà lại việt anh phó cục trưởng cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương cho biết hiện nay tiêu dùng xanh và bền vững là xu hướng nổi trội để hàng hóa việt nam vươn ra thị trường toàn cầu cần phải cân nhắc yếu tố này chính vì vậy thương mại điện tử nên ứng dụng công nghệ số chuyển đổi số cho những yêu cầu về truy xuất hàng hóa áp dụng số vào chuỗi quy trình sản xuất từ đó có thể đảm bảo những quy định về bảo vệ môi trường chống rác thải bà lại việt anh nhấn mạnh đồng thời cho hay Tới đây để tạo đột phá cho thương mại điện tử, một trong những vấn đề quan trọng đó là cần gắn những định hướng phát triển chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử với những quy hoạch phát triển vùng, hệ thống phân phối, dịch vụ logistics. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 135/2022 quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Báo Hà Nội Mới cho biết nghị định này quy định về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời tự sản xuất tự tiêu thụ được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng gồm nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Việc mua bán điện trực tiếp giữa các tổ chức cá nhân được thực hiện theo nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn. Như vậy, nghị định có phạm vi áp dụng mở rộng hơn cho tất cả các đối tượng là nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh được đầu tư xây dựng trên phạm vi cả nước. Theo số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã trở thành nguồn cung chuối lớn nhất cho Trung Quốc với lượng xuất khẩu đạt 459,94 nghìn tấn, trị giá 189,82 triệu đô la Mỹ, tăng 19,6% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, thông tin đăng trên báo Nhân dân. Thị phần chuối của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 31,33% trong 8 tháng đầu năm 2023 lên 40,71% trong 8 tháng đầu năm 2024. Cũng trong 8 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc giảm nhập khẩu chuối từ các nguồn cung Philippines, Campuchia. Như vậy, ngành chuối Việt Nam đã thay thế vị trí nhà cung cấp số 1 của Philippines và đang chiếm lợi thế tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là thời tiết tại Philippines không thuận lợi dẫn tới sản lượng giảm và giá trị cao hơn. Mặc dù chuối của Philippines vẫn được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc nhờ hương vị, nhưng tình trạng khan hiếm nguồn cung và chi phí cao hơn đã tạo điều kiện cho chuối Việt Nam mở rộng thị phần. Báo Tiền Phong thông tin Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 với 9 ngày liên tiếp sau khi tổng hợp ý kiến từ 16 cơ quan bộ ngành. Theo tờ trình ngày 22 tháng 10, phương án nghỉ Tết Nguyên Đán âm tị 2025 được chọn trên cơ sở lấy ý kiến tổng hợp từ 16 bộ ngành trong đó có 13 trên 13 bộ ngành đồng thuận phương án nghỉ Tết âm lịch 2025 với 9 ngày liên tiếp. Nếu phương án trên được Thủ tướng thông qua, cán bộ công chức viên chức người lao động sẽ được nghỉ Tết từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Với các doanh nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết nguyên đán. Phương án 1 là nghỉ một ngày cuối năm Giáp Thìn và 4 ngày đầu năm Ất Tỵ phương án 2 là nghỉ 2 ngày cuối năm Giáp Thìn và 3 ngày đầu năm Ất Tỵ và phương án cuối cùng là nghỉ 3 ngày cuối năm Giáp Thìn và 2 ngày đầu năm Ất Tỵ. Phần cuối chương trình là thông tin đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng theo nhận định của các chuyên gia khí tượng và Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 24-25 tháng 10, tâm bão Trà Mi sẽ vào biển Đông trở thành cơn bão số 5. Dự báo đến chiều ngày 24 tháng 10, vị trí tâm bão dự báo ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 120,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía tây đảo Lưu Dông với cường độ cấp 10 giật cấp 12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thông tin vừa rồi đã khép lại mục báo chí trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.